Gỗ sồi được sử dụng làm nút chai khi rượu lần đầu tiên được sinh ra. Người Hy Lạp thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đôi khi sử dụng gỗ sồi để đóng nắp các bình rượu. Dưới sự lãnh đạo của họ, người La Mã cũng bắt đầu sử dụng gỗ sồi làm nút chai và cũng được niêm phong bằng sơn mài. Cây này đòi hỏi nhiều ánh sáng mặt trời và đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo của lượng mưa thấp và độ ẩm hơi cao. Chất lượng vỏ cây và độ dày của nó thay đổi tùy theo điều kiện môi trường cụ thể của nơi trồng trọt. Do lớp vỏ bảo vệ mềm và đặc biệt là cách nhiệt của lửa, gỗ sồi có thể tiếp tục phát triển. Nhiều cây chết vì mất vỏ cây, vì vỏ cây có thể vận chuyển năng lượng cần thiết, nhiều cây, đến toàn bộ cây. Gỗ sồi mềm này có hai lớp vỏ cây. Vỏ cây bên trong còn sống và nó là cơ sở cho sự phát triển của vỏ cây mới mỗi năm. Khi vỏ cây cũ phát triển ra bên ngoài và chết đi, vỏ cây mới đảm nhận trách nhiệm tiếp tục phát triển. Vỏ cây chết có thể bị bóc ra để nó không làm tổn thương cây, nhưng hãy cẩn thận để không xâm nhập vào vỏ cây bên trong. Cây được thu hoạch lần đầu tiên cho đến khi tuổi của cây đạt 25 năm. Gỗ sồi được thu hoạch thời gian này rất bất thường về kích thước và mật độ. Vì vậy, nó không thích hợp để sử dụng làm nút chặn rượu và thường được sử dụng để lát sàn hoặc cách nhiệt tốt. Sau 9 năm tiếp theo, cây có thể được thu hoạch trở lại, nhưng cây sồi được thu hoạch lần này vẫn không đủ tốt để được sử dụng làm nút chai. Cho đến vụ thu hoạch thứ 3, tuổi của cây đã lên tới 52 năm. Tại thời điểm này, kích thước và mật độ của cây làm cho nó trở thành một vật liệu chặn rượu phù hợp. Một cây sồi thường có thể có từ 13 đến 18 vụ thu hoạch hữu ích trong đời. Gỗ sồi mềm có thể được bóc ra bằng tay với một cái rìu sắc nhọn. Những cây đã bị tước vỏ cây sẽ được đánh dấu cẩn thận bằng số và số để những người thu hoạch trong tương lai có thể biết cây nào có thể được thu hoạch lại. Sau khi được xử lý tại một nhà máy ở Bồ Đào Nha, vỏ của những cây sồi được xếp lại để sấy không khí trong tối đa 3 tháng. Độ ẩm thích hợp là rất quan trọng đối với độ đàn hồi và độ nén của gỗ sồi. Sau khi sấy khô không khí, những nút chai này sẽ được ngâm nước sôi trong 90 phút để khử trùng và làm phẳng hình dạng để uống công. Cần lưu ý rằng độ dày của vỏ cây quyết định đường kính của nút chai chứ không phải chiều dài của vỏ cây. Nút chai sẽ được phân loại theo chất lượng và sẽ được đặt tên của nhà máy rượu. Cuối cùng, bề mặt của nút chai được phun hoặc tráng bằng silicone, paraffin hoặc nhựa, dễ dàng đưa vào miệng chai và cũng giúp cải thiện độ kín của chai thủy tinh.